Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Làm chi tiết về thần thông, tinh quái, huyết mạch phải né Lelin thì đó là câu hỏi của bác Trần Nghĩa nhá. Tình cờ là mình cũng chơi phải né, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em nào mà chưa biết làm nào để có thể là build phải né nó ok là tinh quái rồi thì linh thú, thần thông, huyết mạch các thứ. Đầu tiên là về linh thú thì anh em nên lựa chọn em ứng lòng nhá. Mình cũng đã chia sẻ với em rồi, đầu tiên là mình có chơi kỳ lân đấy. Nhưng mà nếu như anh em nào mà nạp ít á thì chơi kỳ lân nó sẽ rất là thốn luôn bởi vì cực kỳ khó build. Bên cạnh đó là em ứng long này sẽ giúp cho chúng ta có một lượng đam dồi dào. Ứng long thì chỉ cần anh em né được thôi. Khi mà né được rồi thì chờ đến lượt thứ 5 của em ứng long nó cạp 550% công của nhân vật chính thì rất là tuyệt vời anh em ạ. Thứ hai nữa em ứng long này lại là em pet SSR, em pet cam đấy thì lại dễ nuôi hơn em pet đỏ rất nhiều anh em nhá. Thứ hai rất quan trọng đó chính là tinh quái. Tinh quái của môn phái né thì bắt buộc là anh em phải có liễu đạo chân nhá. Mặc dù nó chỉ là tinh quái cam thôi nhưng nó lại là một em kiểu như là cốt lõi ấy. Không thể thiếu được ấy. Bởi vì mỗi lần né nó sẽ hồi 15% HP mà bản thân đã mất thì nó rất là chất chơi người rơi luôn. Mình sẽ cho anh em xem nhá, khả năng né của em liễu đạo chân đấy, cứ né một phát lại hồi máu thì rất là ok luôn anh em ạ, khiến cho anh em có thể sống sót cầm cự được đến lúc mà em ứng long của mình cạp một phát là ok la liền kết liễu nước mắt tuôn rơi, trò chơi kết thúc đấy. Nói chung là phải có liễu đạo chân nếu như mà anh em chơi né nha. Em tinh quái thứ hai sau khi mà sở hữu được liễu đạo chân rồi thì nếu ở giai đoạn đầu game thì mình thấy em hình thiên này sẽ hợp lý hơn với anh em này. Bởi vì là vào trận phát là có thêm 20% né. Tuy nhiên về sau thì mình sẽ thay bằng em thủy quan đại đế. Em thủy quan đại đế này thì cứ mỗi lần né được tăng 5% công và 5% cường hóa trị liệu. Thế tại vì sao về sau nên chơi em thủy quan đại đế? Do là về sau thì mình all in vào né. Thì cái thuộc tính của mình ở đây ấy, nó lên đến 258% rồi. Sau này lên 300% vào trận phát là mình né liên tội luôn. Thì em thủy quan đại đế này sẽ giúp cho chúng ta có thêm được là 25% công nhé. Đấy, cộng dồn tối đa 5 lần mà 5 x 5 bằng 25 và 5% cường hóa trị liệu nữa. Thì cường hóa trị liệu ở đây kết hợp với cả liễu đạo chân này này thì lại càng hồi được nhiều máu hơn. Đấy, anh em thấy bộ đôi này kết hợp với nhau nó kiểu như là một cặp ấy. Thêm với em tinh quái thứ 3 giúp cho anh em PK sướng hơn chính là phù tang. Thì em này sẽ có cái khả năng hồi sinh anh em nhá. Phát đầu tiên mà bị tử ẹo thì sẽ hồi sinh lại được 12% HP. Em phù tang này thì nói chung là nó phù hợp với mọi thể loại môn phái luôn. Tuy nhiên là nếu như anh em mà có cái thần thông giải thi pháp, nó cũng có cái khả năng hồi sinh, mà hai cái thì nó không được cộng dồn với nhau. Thế anh em sẽ bỏ em tinh quái phù tang này đi mà lựa chọn một em khác để chắc cốp với anh em có thể chơi đại bằng vương. Nói chung là cứ bị tấn công phát nó cộng 5% né, cộng dồn 5 phát lên thì sẽ là 25%, là ôi sởi sướng lắm, né liên tục luôn anh em ạ. Hoặc nếu không thì anh em có thể chọn đây, huyền minh dao này, lấy thêm 60% thủ để làm tấn công nữa. Thì lúc đấy khả năng đánh tay của em cũng to mà em ứng long cũng cạp và cũng sướng anh em ạ. Hoặc là anh em có thể lựa chọn là hắc kỳ lân. Hiệp 1 được nhận 28% kháng bạo, kháng liên kích, kháng choáng. Trong trường hợp server của anh em chơi quá nhiều liên kích rồi thì bạo choáng các thứ. Cái slot tinh quái thứ 3 này thì anh em có thể tùy chỉnh dựa theo tình hình thực tế anh em nhé. Còn một cái quan trọng nữa là cái thần thông anh em ạ. Thần thông thì có 4 loại đúng không? Ngự thú, đạo pháp, thân thể cũng như là thần thức này anh em này. Để gọi tên đau mồm thế. Thôi mình cứ gọi là tầng 4, tầng 3, tầng 2, tầng 1 nhá. Thì mình sẽ đi từ tầng 4 trước này. Tầng 4 thì nếu như anh em có cái băng phong ngàn dặm là cái ngon nhất. Đấy, mình thế nào hên thế được hai cái băng phong ngàn dặm. Thế cho nên là nâng cấp được nó lên bậc 2. Cái bậc 2 này rất là quan trọng nhá. Bởi vì bậc 1 thì anh em sẽ chỉ nâng được lên level 25. Thì level 25 anh em chỉ mở được một ô ấn ký thôi. Nhưng mà bậc 2 thì anh em nâng được lên level 50. Và nâng được lên level 50 thì chúng ta sẽ có hai ô ấn ký. Cái băng phong ngàn dặm này nó sẽ giúp cho anh em có cái khả năng đóng băng kẻ địch. Nói chung là né rồi kết hợp với cả đóng băng, bản chất chủ yếu chỉ là để câu giờ, để cho em ứng long nó phệt một quả thôi, là kết liễu mục tiêu. Tiếp theo nữa là nếu như anh em không có cái băng phong ngàn dặm ấy thì anh em sẽ chọn cái kim quang hộ thể này cho mình nhá. Thế cái kim quang hộ thể này nó vừa hồi máu mà nó lại còn có khả năng giảm sát thương cuối nữa, kết hợp với cái khả năng hồi máu của em liễu đạo chân, cứ né phát là lại hồi đầy cây máu luôn, được thực sự. Và cái thần thông này nếu như mà ngon nhất ở cái ấn ký thì chúng ta sẽ trang bị cường hóa linh thú nhá, để cường hóa tối đa cho em ứng long của mình cạp thôi. Ở cái tầng thứ 3 này thì nhiều anh em hay sử dụng cái thực hồn chú. Cái này thì có cái khả năng là trừ yêu khí của kẻ địch nhá. Nhiều anh em mới có thể chưa biết yêu khí là cái gì. Tức là khi chúng ta đi chiến đấu thì nó sẽ có một cái thanh màu vàng vàng ở dưới cái thanh máu của mình ấy. Thì cái thanh đấy nó sẽ đầy, và khi mà đầy được thì nó sẽ sử dụng được cái thần thông ở tầng thứ 4 này của mình này. Ví dụ như yêu khí đầy phát là mình sẽ nổ cái băng phong ngàn dặm đấy, đóng băng kẻ địch kiểu kiểu như vậy nhá. Cái thực hồn chú đấy thì rất là ngon, tuy nhiên mình chưa có nên là mình đành phải chơi cái minh hồn thuật
để mình khắc chế vào những cái bạn nào mà cũng chơi né. Tức là nếu như mà chơi né phát là mình sẽ có ngay khả năng thiêu đốt kẻ địch theo HP tối đa bằng 5% HP thôi. Nhưng mà kẻ địch né càng nhiều thì mình đốt được càng nhiều. Easy như vậy. Hay là anh em có thể sử dụng cái này. Đấy, khi gây sát thương có 20% xác suất thiêu đốt mục tiêu. Mình thì được hồi máu, kẻ địch thì bị thiêu đốt dần dần. Thế thành ra là cũng ngon anh em ạ. Ở cái tầng thứ 3 này thì anh em có thể trang bị hai loại ấn ký. Một là cường hóa thuộc tính chiến đấu, hai là bỏ qua thuộc tính kháng. Thì này tùy anh em lựa chọn thôi. Bởi vì sao? Anh em nhìn ở đây là biết luôn này. Thuộc tính chi tiết đây, thuộc tính chiến đấu đây, và thuộc tính kháng ở đây. Tức là nếu như cường hóa thuộc tính chiến đấu của anh em lên, thì ví dụ như cường hóa được 12% thì anh em sẽ cộng thêm với cả 258% ở đây là 270%, thì anh em sẽ né được nhiều hơn. Thường mình chơi né thì mình sẽ chơi là cường hóa thuộc tính chiến đấu, bởi vì nó sẽ giúp cho mình có tỷ lệ né cao hơn. Đấy, nó tăng được sự chủ động. Còn bỏ qua thuộc tính kháng, ví dụ như là kẻ địch kháng né là 169% chẳng hạn, mà mình bỏ qua được 10% thì tức là kẻ địch chỉ còn lại kháng né 159% mà thôi. Cái này thì nó tùy vào cái thuộc tính này của anh em. Nếu như mà anh em đã build cái chỉ số thuộc tính chiến đấu của anh em cao rồi thì ở trong cái phần thần thông đấy anh em có thể chọn là bỏ qua thuộc tính kháng. Còn nếu anh em cảm thấy mà chưa đủ phần trăm thì cứ chơi vào cái cường hóa thuộc tính chiến đấu lên cho mình là ok. Thần thông ở cái tầng thứ 2 này thì anh em nên chọn cái gì? Thì lúc nãy mình cũng đã nói rồi đấy. Nếu như anh em có cái giải thi pháp thì ngon, có khả năng hồi sinh thì sẽ tiết kiệm được em phù tang ở trong phần tinh quái nữa. Nhưng mà rất tiếc là mình cũng chưa có cái giải thi pháp này, thế là mình cũng xoay bài sang chơi cái đe dọa anh em ạ. Và mình thấy là cái này hợp lý với mình, bởi vì cái này nó sẽ giúp cho em ứng long của mình có thêm được 22% sát thương. Thông thường thì em ứng long nó chỉ 5 hiệp nó cạp được một lần, thì chắc là đi PK thường là chỉ cạp được một lần, ít khi nào mà có thể phù cơ cùng nhảy cạp được 2 lần lắm. Nên mình khuyên anh em chơi cái đe dọa này luôn. Bên cạnh đó thì cái ấn ký anh em cũng có thể trang bị bỏ qua thuộc tính chiến đấu hoặc là cường hóa thuộc tính kháng. Nó hơi ngược một tí so với cái ở trên này anh em nhé. Ở tầng 3 ấy, thì nó là cường hóa thuộc tính chiến đấu, còn ở tầng 2 này thì lại là bỏ qua thuộc tính chiến đấu. kiểu vậy. Và cái tầng 1 tầng dưới này thì chúng ta nên xài thần thông nào? Mục tiêu của mình là đang cái hỏa nhãn kim tinh này anh em ơi, bởi vì mình chưa sở hữu được bất kỳ một cái nào cả. Lý do là mình muốn chơi phải né nhưng mà nó vẫn phải có một tí tấn công, phải có sát thương to một chút thì đi phụ bản rồi các thứ nó mới sướng được. Đây, nếu như mà né phát là tăng 68% xác suất bạo kích duy trì trong vòng 3 hiệp. Nói chung là không cần đánh nhiều, đánh ít thôi nhưng mà chất lượng bạo kích một phát lên là tuyệt vời luôn. Thì cái thần thông này nó sẽ giúp cho anh em tối ưu hóa được sát thương rất khủng cho môn phái né nhá. Nhưng nếu như anh em cũng không có cái thần thông đấy giống như mình ở giai đoạn này thì anh em hoàn toàn có thể lựa chọn. Một là thú linh thể, mỗi lần bị tấn công thì tăng 3,3% cường hóa linh thú. Cái này thì mình thấy là ngon nhất luôn sau cái hỏa nhãn kim tinh đấy. Bởi vì là cái phần trăm né của mình bây giờ đang là ok rồi. Né được nhiều, cái cộng dồn tối đa 10 tầng là hoàn toàn có thể làm được. Thế 33% cường hóa linh thú lên, cộng cho em ứng lòng của mình cả một phát thì rất là đau. Còn nếu như anh em mà lại không có cái thú linh thể này nữa thì đành phải lựa chọn cái kim cang bất hoại. Cái này thì nó cũng ngon nhưng mà nó thiên hướng về phòng thủ nhiều hơn. Mình thì mình cứ thích là phải có tí tấn công, sát thương to, chơi nó mới sướng. Và cái ấn ký ngon nhất ở đây thì mình thấy suy yếu linh thú là ngon nhất rồi. Và cuối cùng nó chính là về cái huyết mạch. Thì trong gần huyết mạch này chẳng có gì ngon hơn cái câu trần cả anh em ạ. Anh em cứ chơi full 4 viên câu trần cho mình nhá. Sau khi kích hoạt né thì cường hóa linh thú tăng 10%. Đó, và cộng dồn tối đa 4 lần. Nếu như mà anh em có 4 viên, mình chỉ có 3 viên thôi thì nó sẽ cộng dồn 3 lần. Tức là cứ né được 3 phát thôi là anh em đã có thêm 30% cường hóa linh thú rồi. Cộng vào trong ứng long thì nó cạp quá trời quá đất luôn, còn gì nữa. Thì đấy là tất tần tật về cách build môn phái né nha. Đấy, anh em nếu như thấy hữu ích thì nhớ cho mình xin một nút like cũng như là ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Nếu như anh em mà cũng có thêm câu hỏi gì thì cứ để lại comment ở bên dưới, mình sẽ làm video để giải đáp cho anh em nha. Còn bây giờ thì chúc anh em nghỉ lễ thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.